chưa, vô chưa, vô chưa. Chào chị Thiên Quỳnh, chào chị Tiền. Vào lại giùm em nha, hồi nãy hết pin, đang like mà hết pin tắt ngang luôn rồi. Chào chị Kim Phượng, Khánh Nam. Chào hết các chị nha. Em ơi, em ghim em chạy với. Mọi người chia sẻ livestream lại em sẽ tặng cái này nha, tặng cái zoom này nhé. Mọi người chia sẻ livestream lại em sẽ tặng cái zoom này nha, mãi chán lắm đúng rồi. Mọi người ơi, chia sẻ livestream lại để em tặng cái zoom này nha. Chị có câu hỏi gì vậy? Em không hiểu. Đơn miễn ship là đơn nào lo hè? Cô có hỏi đơn. Đúng rồi nha. Dạ đúng rồi chị nha. Mấy ơi, chia sẻ livestream giúp em nha. Chia sẻ livestream lại tặng cái này nè. Shop ở số 30 đường kênh Đức Đen, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Hồ Chí Minh. Ok chị Gấu Gấu. Mọi người ơi, nhanh tay nha, nhanh tay vào lại nè. Áo em bận không có size to rồi chị ơi, 50kg trở xuống thôi. Nó có độ giãn nhưng mà cũng là cỡ 50kg trở xuống thôi à. Đẹp lắm. Ai mà 50kg trở xuống thì lấy cái này liền nha. Cái này là cũng sale trong đồng giá 120 luôn đó. Đây nha mọi người ơi, chia sẻ livestream lên nhóm nha, chia sẻ livestream lên nhóm, gửi màn hình qua cho em nha, em sẽ tặng cái zoom này nha. Tặng mọi người miễn phí cái zoom này nha. Tặng miễn phí cái zoom mà phải nói là đẹp, xuất sắc. Út cầm chị, út cầm chị đi. Chia sẻ nha, chia sẻ nhanh tay nha. Chia sẻ nhanh tay nha, áo em ai lấy thì ghi giùm em là mã số 16 nha. Mã số 16 50kg trở xuống. Ai lấy áo của em thì comment cho em là mã số 16 50kg trở xuống. Chỉ có một cái duy nhất thôi. Còn đúng một cái duy nhất thôi nha. Có zoom hồng có bán không em? Em zoom hồng em còn một cái. Hai cái một cái đây với một cái nữa là hai cái. Một cái sẽ tặng và ai bán thì em cũng sẽ bán luôn nha. Nhưng mà 49kg trở xuống thôi chứ còn 50kg trở xuống thôi chứ còn bự nó không vừa nha chị ơi. Chia sẻ lại giúp em nha, chia sẻ đem tặng cái zoom bé này đang cầm nè. Chia sẻ lại đem tặng cái zoom này nha. Chị Cẩm Nguyễn lấy mã số 18 đúng không ạ? Rồi ok chị nè. Chị Cẩm Nguyễn mã số 18 cho số điện thoại, cho địa chỉ luôn, để hàng nha. Cho em địa chỉ luôn chị yêu nha. Em sẽ để hàng. Rồi, ai lấy cái zoom này là hãy nhanh tay chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần nha các tình yêu ơi. Chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần, sau đó comment cho em là đã chia sẻ để em biết nha. Đã chia sẻ để em biết nha. Nhanh tay lên nha các tình yêu nha. Chia sẻ lên nhóm, chụp màn hình gửi qua tin nhắn cho em ngay từ bây giờ là mới hợp lệ nha. Bắt buộc phải chia sẻ nhóm, bởi vì cái zoom này rất là đẹp luôn. Bắt buộc các chị phải chia sẻ nhóm và gửi lên trên tin nhắn của em nha. Sau đó em sẽ đọc mã nha mọi người, em sẽ đọc mã. Ai comment đầu tiên là người đó được. Tỷ lệ rất là trúng, không bốc thăm nữa nha, bốc thăm lâu quá. Mọi người chia sẻ lên nhóm, chụp màn hình kiểm tra tin nhắn hay mấy không? Kiểm tra tin nhắn. Ai mà Hà đã có chia sẻ vào nhóm rồi thì chụp màn hình gửi qua tin nhắn liền cho em nha. Sẽ được, sẽ có mới hợp lệ và để chơi game nha mình yêu nha. Tặng cái zoom này dơ cao lên đấy, cái ống này là không bán luôn rồi. Zoom hồng có bán nha chị nha. Và sale luôn là 180 nha, sale luôn. 280 không phải 200 mấy, 250 hả? 250 sale luôn 180 nha. Bận vô rất là dễ thương. Mọi người ơi, chia sẻ nhanh tay và comment cho em biết nha. Để nhanh tay lên nè, nhanh tay lên nha, nhanh tay lên. Đúng 100 lượt xem sẽ tặng nè. Gần rồi mọi người, nhanh tay chia sẻ lên nha. Nhanh tay lên nè, mới bật like tức thì lại chị ơi, em mới tắt. Tại hồi nãy tắt gì đó, hết pin tắt ngang. Ai lấy cái áo hồi nãy của em, hồi nãy của chị vậy? Comment lại chị với. Bé. Ai lấy 18. 18. Mấy chị 18 có comment 18 cho em 16 đâu chừng lộn á.
18 nè. Mã số 18 nè. 93 rồi, còn 7 người nữa, 98 rồi, 97 lại nữa rồi, 97 xuống nữa rồi. 99 rồi, chia sẻ nhanh tay nha, bắt buộc phải chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần và nhớ gửi qua rồi bắt đầu tặng nè. Ai lấy cái này, ai sẽ là người may mắn được tặng cái đầm này là cờ cái dâm chích nè. Comment 16. Comment cho em là mã số 1094275 kèm số điện thoại 1094275 kèm số điện thoại 1094275 kèm số điện thoại nha. Mày bấm vô cái gì vậy lo? Một không chín bốn hai bảy năm kèm số điện thoại 1094275 kèm số điện thoại nhé các tình yêu nha. Kiểm tra ai là chia sẻ đầu, ai 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 kèm máy đầu tiên nhé. 1094275 hả? Kiểm tra ai là người comment đầu tiên là sẽ được đứng thẳng lên để thấy được cái dùng cho Na lấy dùng. Ai là người comment đầu tiên nè, 1094275 người comment đầu tiên là Minh Trang áo lộn, Phương không có số điện thoại bỏ qua. Người thứ hai là Minh Trang 1094275 0947331179 hợp lệ nè. Minh Trang hợp lệ nè, kiểm tra bên Minh Trang đã chụp chia sẻ nhóm chưa? Kiểm tra Minh Trang đã chia sẻ nhóm chưa? Rất đơn giản để tặng là chỉ việc chia sẻ nhóm để đó xong quay vô comment mã số. Chị Nana lấy xin hồng cho xin việc. Địa chỉ luôn nha chị ơi. Xin hồng bao nhiêu chị? Tôi luôn. Ai lấy cái áo em đang bận là comment cho em mã số 20 nha, mã số 20. Vừa chơi game nhưng vẫn bán hàng nha. Mã số 20 nha các tình yêu nha. Mã số 20 nha, chất nè, trời ơi, sale 120 nha. Chất rất là đẹp luôn, đẹp kinh khủng luôn ha. Mã số 20. Mã số 20 ha. Đây, bỏ vô đồ cũng được luôn. 45-60kg dừa, 45-60kg dừa nha, mã số 20. Áo út mặc được không? Áo út bận còn một cái, ai lấy áo út bận thì comment cho em. Còn mấy cái? Đây hả? Áo út bận có nha mọi người, ai lấy là comment cho em mã số 22 nha. Mã số 22 sale đồng giá 120 nha. Em kéo lên hết rồi, bây giờ Minh Trang kiểm tra hợp lệ chưa? Rồi Minh Trang bỏ qua nè, không chia sẻ nhóm nè, em đọc lại lần 2 nè. Em đọc lại lần 2 nha các tình yêu nha. Tặng lại cái zoom này cho ai chia sẻ nhóm và chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần. Ai chia sẻ nhóm, chỉ còn chia sẻ nhóm tối thiểu là 10 nhóm là được tặng thôi. Cái zoom này rất là đẹp luôn. Giơ cao lên chút nữa xíu nữa. Giơ cao lên thấy cái ống nè. Ai chia sẻ nhóm sẽ được tặng cái zoom này nha. Mọi người nhanh tay nè, chuẩn bị em sẽ đọc lại nè. Bắt đầu nha, comment. Những chị nào mà đặt hàng thì comment mã số kèm số điện thoại địa chỉ thì em mới chốt hàng được nha. Ai lấy áo đen này là comment cho em mã số 20 nha. Mã số 20 rất là đẹp luôn. 45-60kg dừa nha. 20 chị Hồng Dương nè, nhưng mà chị Hồng Dương không có số điện thoại, không có địa chỉ bỏ qua nha. Phải kèm số điện thoại địa chỉ cho em nha. Chị Xu Trần mã số 22. Mã số 22 là rất là đẹp luôn. 22 đẹp kèm lắm. À Xu Trần có đơn rồi nè. Chị Xu Trần hợp lệ nè. Rồi comment nhanh cho em nè. Rồi chị các chị Trần ơi, các chị đã chia sẻ lên nhóm và chụp màn hình gửi qua tin nhắn cho em chưa? Minh Trang không hợp lệ bỏ qua nè, đọc lại lần 2 nè. Em sẽ đọc lại lần 2 mọi người nè, comment cho em mã số sau đây kèm với số điện thoại nha. Ai nói chị nói. Mọi người ơi, mọi người comment cái mã số sau đây kèm số điện thoại để em tặng cái zoom này nha. Để em tặng cái zoom này nha. Comment cho em mã số 160-160-425 160-160-425 nha. 160-160-425. Tặng cái zoom miễn phí nha. Tặng miễn phí hoàn toàn cái zoom không đồng nha. 160-160 425. 160-160-425. Nhanh tay comment đi nào cái tình yêu ơi. Chị Lệ Thủy Nguyễn lấy áo nâu bẹp vai mã số 22, không có số điện thoại địa chỉ bỏ qua luôn nha. Phải kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Chị Nana cho em xin số điện thoại cụ thể. Ôi, địa chỉ cụ thể nha chị. 160-160-425 160-160. Lại là Minh Trang nữa nè. Lại là Minh Trang comment đầu tiên nữa là tới Khánh Nam nè, tới Hồng Quý nè. Minh Trang lại là người comment đầu tiên. Nhưng lần này để xem các bạn đã chia sẻ livestream lên trang cá nhân và nhóm chưa chị yêu nha. Kiểm tra Minh Trang lần 2 này, nếu không được là lần sau người Minh Trang comment đầu tiên nữa cũng không tính nha. Minh Trang comment đầu tiên ở đó theo máy chủ của em nha, tính theo máy chủ nha. Minh Trang nữa em kiểm tra lại lần nữa, chia sẻ lên nhóm chưa. Các chị yêu ơi, muốn nhận quà rất dễ, chỉ việc chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần, chia sẻ lên nhóm 10 nhóm, chụp màn hình gửi qua tin nhắn sẽ được tặng miễn phí cái zoom hồng này nha. Còn nếu ai muốn mua zoom hồng thì em like mới, phải là like mới nha, phải là cái like mới. Dạ zoom có bán nha chị. Hai zoom hồng còn không, nếu quên zoom hồng hết rồi, zoom hồng còn một cái thôi.
vậy nè, chia sẻ cho cá nhân chưa? Dạ. Chia sẻ cho cá nhân chưa chị? Ghi luôn để quên nè, Minh Trang cho địa chỉ nè. Rồi ai lấy áo đen em là comment. Mọi người có muốn tặng tiếp thì báo em nha. Nếu muốn tặng tiếp thì báo em. Nếu mọi người muốn tặng tiếp thì báo em nhé. Ai lấy cái áo đen em đang bận comment cho em mã số 20. Lúc nãy cũng chia sẻ không tính, mà phải tính cái like mới nha, phải tính cái like mới. Ai lấy cái em đang bận là comment mã số 20. Mọi người comment mã số 20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Ai lấy áo nâu comment mã số 21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Áo Yusun đang mặc là sale còn 120 nha chị. Tâm giá 120. Áo 50 kg đồ là mặc vừa nha chị em nha. 50 kg đồ là mặc vừa, một màu nâu chị nha. Chị thôi. Chị nào lấy comment mã số 22 kèm theo số điện thoại nha. 20 đẹp lắm. 22 rất đẹp, có đâu nhỉ. Sale chỉ còn 120 ngàn luôn nha mấy chị nha. 120 ngàn. 20 em trói chị Thu Hiền rồi nha. Chị Thu Hiền nãy có đơn rồi nha chị. Rồi ai lấy áo đen Quỳnh Xuân lại comment mã số 20. Áo của Út là mã số 22 nha. Zin màu hồng có bán nhưng mà em hết màu hồng rồi. Em chỉ còn Zin màu hồng có bán nha, em còn một cái nha. Chị nào lấy Zin hồng thì báo em nha. Áo em đang mặc có mã số 22 nha chị em nha. Một màu nâu duy nhất, mã số 22 nha mấy chị nha. 50kg độ là mặc vừa. 50kg độ là mặc vừa. Chị nào lấy cho em số thoại địa chỉ. Số 22 là mã số áo màu nâu Út nha, tính hẳn. Mã số 20 chị bé hết, không có địa chỉ, không có số điện thoại, bỏ qua nha, với kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em. Zoom thì em có zoom màu hồng đó nha chị Phương Ngọc ơi, chị lấy zoom màu hồng thì cho em xin số điện thoại kèm địa chỉ, 50kg nó lại mặc được nha. Mọi người coi sale đồng giá 120 nha. Mọi người muốn em tặng tiếp thì ghi là tặng tiếp và nhanh tay chia sẻ lên để em tặng tiếp nha. Em thấy chị Thảo Phương nha. Chị Thu Huyền có số điện thoại địa chỉ rồi nè, cảm ơn chị nha. 120 thôi nha mấy chị nha, sale đồng giá 120 một cái áo như thế này thôi nha. Sale đồng giá 120 thôi nha mấy chị. Mã dạ. Số 22 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Chị Na lấy số mã số 20 là áo đen này nè, em có để chị Na rồi nha. Chị Na có mã số 20 rồi nha. Chị Mỹ Như mã số 22 không có số điện thoại, không có địa chỉ, bỏ qua luôn nha. Chị Mỹ Như có đơn chưa? À chị Mỹ Như hồi nãy có rồi, bỏ vô rồi. Có thấy cái đâu của chị Mỹ Như có áo này chưa em? Mã số 22 chỉ có 120 ngàn thôi nha chị nha. Sale đồng giá 120 ngàn thôi. Rất là đẹp luôn, 50kg độ là mặc vừa nha. Rồi chị nào nhanh tay comment mã số 22, nhớ là kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Comment đúng của phái mình sẽ để hàng nha mấy chị nha. Ghi em dùm áo đồng giá 120 nha chị. Áo đồng giá, quay áo sale đồng giá 120 nha chị. Chị Hùng Hăng Heo cho em xin số điện thoại địa chỉ mới để hàng nha. Không có số điện thoại địa chỉ, bỏ qua luôn. Áo này là mặc sang cực kỳ luôn. Có sim màu đen nha chị Hồng Quý. Chị Thúy Hương nè, chị Thúy Hương mã số 20. Chị Thúy Hương, mã này 24. Thúy Hương chưa có đơn á em. Cái đây là mã số 24, hai cái tà đắp chéo nhau nha, mọi người có thể bận áo dây kẹp hoặc là mình bỏ vô trong quần chặt lại như thế này. Mã số 24 sale đồng giá 120 nha mọi người. Hồng Hăng Heo có thông tin rồi đó. Hồng Hăng Heo lấy áo 20, 22 với Quỳnh. Từ từ em sẽ đưa sim đen chị coi nha chị Hồng Quý ơi, từ từ nha chị. Mã số 24 nha. Rồi bây giờ em sẽ tặng cái áo này cho mọi người nè. Chị Lệ Thị Thủy Nguyễn mã số 22. Em sẽ tặng cái áo này cho các tình yêu nha. Em ghi chị đồng giá 120 mua 4 sản phẩm miễn ship. Chị Thị Hương 20 em để chị rồi nha. Chị Hồng Quý sim đen từ giờ xíu nha. Qua mẫu này em sẽ qua sim đen luôn nha. 45 cho đến 55 tí giờ. Bây giờ em sẽ tặng cái mẫu này nha mọi người. Bây giờ em sẽ tặng cái mẫu phi này nha. Phi màu đỏ. Màu đỏ đô ha. Bây giờ em sẽ tặng cái mẫu này miễn phí cho chị nào may mắn chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần và chia sẻ lên quần em hết và chia sẻ lên 10 hoặc 15 nhóm thì càng tốt nha. Chụp màn hình gửi qua tin nhắn cho em ngay đi mấy chị yêu ơi. Mình chụp màn hình, các chị có muốn trúng game không? Nếu muốn trúng game thì mình chụp màn hình, mình chia sẻ lên nhóm, mình chụp màn hình và gửi qua liền cho em đi. Mình để đó, mình đợi, chuẩn bị em đọc mã số comment liền một phát ha. Top ở quận Bình Tân nha. Hôm nay bây giờ sẽ tặng cái áo này nha mọi người ơi, sẽ tặng cái áo này. Cái này dài lắm nè. Cảm ơn ở quanh chị Kiều Thêm nhận hàng rất đẹp à. Rồi cảm ơn chị cánh kem Kiều Thêm nha. Dạ quần trắng không bán nha chị, quần trắng hết rồi nha. Bây giờ tặng cái này nha mọi người ơi. Chút xíu nữa sẽ sale đồng giá 120 nha. Hả? Em sẽ tặng cái áo này nha, quần em hết nha mọi người ơi, quần hết. Mọi người chia sẻ lên nhóm chụp màn hình qua để tặng cho em đi nè.
Nếu như muốn có quà thì phải chia sẻ lên nhóm và chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần giám đọc nữa nha. Chia sẻ lên 170.000 170 lượt xem đi, mới vô 5 phút rồi chị. Mới vô 5 phút rồi chị Ngọc ơi. Áo bạc vai bèo như vậy chị, đồng giá 120 Trang Nguyễn ơi, sale đồng giá 120 có ghi bên dưới nè. Có ghi bên dưới nè. Bây giờ mọi người ơi, mọi người chia sẻ nhanh tay lên đọc mã nè. Em đọc lại địa chỉ nha. Comment cho em, comment cho em số sau đây. Comment cho em. Còn điên. Điên thiệt chứ. Comment cho em số sau đây nha, 1332479. 1332479, chỉ còn chia sẻ là sẽ được tặng cái áo này nha. 1332479, ghi lại số đi chị quên em ơi. 1332479 nha. 1332479 nha, cái tình yêu nha. 1332479 đem tặng cái áo này nha. 1332479, người đầu tiên là ai? Đâu rồi, cái bình luận đó đâu rồi? Bình luận điên hả? Ờ. Đây nè, đi đâu rồi? Xóa đi nha. Ở ngoài ngồi không làm gì vậy? Đừng để bất cứ một cái rác nào nằm trong cái livestream này. Người đầu tiên là Khánh Nam. Kiểm tra Khánh Nam đã gửi tin nhắn chụp vào nhóm qua và đã gửi bình luận chưa? Khánh Nam, kiểm tra Khánh Nam. Kiểm tra Khánh Nam, kiểm tra nhạc của em. Kiểm tra Khánh Nam nha. Rồi, kiểm tra Khánh Nam đã chia sẻ hợp lệ chưa nè. Người đầu tiên là Khánh Nam nha. Sẽ được tặng cái áo này nếu như bạn chia sẻ lên nhóm nha. Ok. Ok đúng không? Rồi ok, Khánh Nam tặng cái áo này nè. Ai lấy cái áo của em á, từ 45 cho đến 55kg, 55kg vừa nha. Ai lấy cái áo này thì comment cho em mã số 26 nha. Mã số 26 nha các tình yêu nha. Mã số 26. Nhạc. Người hợp lệ là Khánh Nam nè. Khánh Nam ơi, nhắn tin số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Khánh Nam được tặng cái áo đỏ nha. Rồi ai lấy cái áo da lộn này nha. Áo da lộn này là tay loa tay cánh tiên. Áo chất da lộn. Mọi người biết chất da lộn không? Nó hơi sừ sừ nhưng mà rất đẹp nha. Theo mấy chủ của em là Khánh Nam đó. Mọi người có thấy vậy không? Thì em không biết nha. Theo mấy chủ của em là Khánh Nam. Ai lấy cái mã áo của Út đang bận là comment cho em mã số 28. Mã số 28. Nhỏ lại lon. Mã số 28. Mã số 28 nha. Mã số 28 nha. Ai lấy cái này là comment mã số 28 nha. 120 sale đồng giá 120. Ai lấy là comment mã số 28 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mới để hàng nha. Còn không là em không để hàng nha. Bởi vì sale rất là rẻ rồi nha. 28 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Bắt cái tiếng của em. Bắt cái tiếng online đi. Áo màu đỏ chỉ có một màu đỏ và màu đen thôi chị yêu nha. Áo da lộn đẹp quá. 120.000 thôi nha mấy chị nha. Chị nào lấy áo em đang mặc thì comment mã số 2 tháng. Khánh Nam kèm theo số điện thoại địa chỉ em mới chốt hàng cho mấy chị yêu nha. Khánh Nam nè. Số điện thoại địa chỉ cho chị. Ai lấy 28 là comment 28 kèm số điện thoại địa chỉ. Quần hết. Không bán quần nha mọi người. Quần mẫu đang bận là còn một cái thôi. Size gì nữa vậy? Size 27. Sale 300 luôn. Chị Trang Nguyễn ơi, 28 cho em xin số điện thoại và địa chỉ nha. Không có số điện thoại địa chỉ là không được nha. Chị Hà Hàng Thúy, mình mã số 28 cho em xin số điện thoại và địa chỉ đi. Mã này chỉ có 4 cái thôi, mấy chị nhanh tay đi nha. Chị nào cho địa chỉ trước thì em mới chốt trước nha. Chị em gái mưa cũng không có thông tin luôn. Giờ ông Nhung làm chuyện với mấy khách mới vô không biết nè. Ông Nhung là sale 120. Chị Aya Ryota. Ryota. Áo Nhung này có sale đầy đủ nè. Mã số 30 luôn đi, mã số 30. Mã số 30 giúp chị nha. Áo này rất là đẹp luôn. Hồi nãy cái lại trước em có bán á. Chị nào mới vô mà không biết cái mẫu này nè. Áo này em áo nhôm em giảm còn 120 luôn nha chị nha. Chị Hằng thấy có thông tin nè. Giảm còn 120 luôn nha. Chị nào lấy comment mã số 20 nha. Mã số 30 giúp chị nha. Áo nhôm 120. Chị đúng hơn bao nhiêu ký chị ơi? Chị đúng hơn lấy quần vừa không? Quần này là cỡ 48kg rồi là mặc vừa thôi nha chị nha. Chị Hằng Phi, Hằng Thí. Áo nhũ nè, quay áo da lộn nè, em giấu cho chị ba chị nha. Chị Mỹ Như là một nè. Chị em gái mưa không có tim không đĩa nha. Chị Hằng Thí có tim em đĩa rồi nha. Chị Aya Ryota gì đó là một áo đó nha. Em còn một cái nữa, chị nào có thông tin đầy đủ mới đĩa hàng được nha. Áo nhung đây 51kg 120.000 luôn nha chị yêu nha. 51kg không vừa nha chị.
áo đang mặc 120 nha, còn một cái nha chị nào có thông tin thì đổi mình để hàng được nha. Áo nhung đây có màu bò nha mấy chị nha, màu bò giảm còn 120, chị nào lấy comment mã số 30 kèm theo số thoại địa chỉ nha. Rất là sang luôn, áo này rất là đẹp luôn. Ok, cái nhung cuối cùng em để chị Kiều Trang Trần nha. Chị Kiều Trang Trần cho em xin địa chỉ nha. Kiều Trang Trần cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Rồi qua áo nhung đi mặc thử đi, chứ không mặc thử là không có thấy được. Áo nhung của em có mấy màu nha. Để cái màu lên cho chị coi trước. Chẳng xem lại hợp lấy cái màu lên chị. Em sẽ dơ màu lên cho mấy chị coi nha, rồi mẫu em sẽ ra nha. Áo nhung là có màu đen là một nè. Màu đây là màu hồng ruốc nha, là hai màu nè. Màu hồng ruốc là hai nha. Đây, màu riêu và màu màu đen hồng ruốc riêu bò nha. Giá của nó em cũng sale 120 luôn, sale đồng giá 120 cho mấy chị luôn nha. Áo 2. Đúng rồi, áo da lộn á chị Kiều Trang Trần ơi, em để đó. Áo da lộn màu bò cho chị đó. Màu riêu là 3 màu và màu của mẫu mặc là 4 nha. Em có 4 màu, màu riêu, màu hồng ruốc, màu đen và màu bò. Út đang mặc màu bò á. Áo nhung đang mặc bao nhiêu ký? Dạ. Bao nhiêu ký vừa chị ơi? 53 ký vừa không? 45 đến 53 ký vừa. Đây có đồ. Chị Hà Thảo ơi, 53 ký vừa đó chị nha. Chị Hằng Thủy có giờ về của em chưa? Có giờ em về chưa? Gia sư đại. Chị ra Trang Kiều Trang Trần có thông tin được kìa. Cái này có thể tháo ra, ai lấy cái này là comment cho em là reel kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Reel kèm số điện thoại địa chỉ nha. Reel kèm số điện thoại và địa chỉ. Ai lấy cái này comment cho em là reel kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Áo da lộn chỉ có màu bò thôi nha. Áo da lộn chỉ có màu bò thôi mà em cũng hết rồi nha chị Trang ơi. Áo da lộn màu bò hết rồi em. Hết. Còn màu khác kìa. Đây là màu hồng, đây là màu riêu. Màu hồng, màu riêu. Màu đen. Sale đồng giá 120 game dùm chị bé. Sale đồng giá 120 game dùm chị với. Màu đen. Đen 3 màu. 4 màu. Ai lấy là comment 4 sản phẩm và miễn ship nha. Vì hàng sale nó không miễn ship nha. Các chị nói em là miễn ship hay không? Ghi dùm chị là để áo sale đồng giá 120, mua trên 4 sản phẩm miễn ship. Đem cái cục hàng đó ra đi. Ý là cái đằng sau mà sửa lại đằng sau mà. Chị Thạch Thảo mình lấy áo màu riêu, số điện thoại địa chỉ ok. Chị Thạch Thảo này chị nào lấy cứ comment như chị Thạch Thảo là em chốt đâu rất là nhanh nha. Chị Thạch Thảo màu riêu nè, 120 thôi, xe đồng giá 120 rất là rẻ luôn. Mấy chị nhận chắc vải về nhung, vải nhung là rất là đẹp. Nhớ theo dõi cái nick Võ Thị Thanh Xuân nha, để nó thường xuyên à bốn màu quên chứ, màu bò nè đẹp lắm, mỗi cái lấy một màu đi ha. Áo này là 200 mấy ngoài thị trường đó. Rồi chị nào lấy áo này thì comment là nhung 120 nha, kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha, em mới để hàng này đủ đi mấy chị được nha. Màu nha, màu comment cho em là màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha, màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Ai có địa chỉ số điện thoại mới để được ha. Rồi. Chị Hà Ni màu bò nè, kèm địa chỉ giúp em nha chị ơi. Đưa áo cho em. Hết luôn nha, số lượng rất là ít, một mẫu chỉ còn 1 2 cái thôi. Cái mẫu này rất là đẹp nha, nhanh tay comment mẫu này nha. Sale đồng giá 120 nha mọi người. Áo chấm bi cũng 120 luôn, vải rất là đẹp. Áo chấm bi giảm còn 120 giúp chị em nha. Chị nào lấy comment mã số 33 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp chị. 55 kg đồ là mặc người nha. Ở bên hông nó có một cái dây kéo giúp chị em nha. Ở bên hông nó có một cái dây kéo nha. Có thể nào mở nhạc cái điện thoại lên cho nó đỡ. Chị nào lấy áo chấm bi comment mã số 33 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp chị. 120.000 luôn nha. Giảm chỉ còn 120.000. Mã số 33 giúp chị em nha. 55-56 kg đồ là mặc vừa hết. Chị Hoàng Nguyễn lấy bi nè, Hoàng Nguyễn có đơn rồi nè. Vải này đẹp lắm, đẹp tuyệt vời luôn á. Vải đây mặc rất là mát luôn nha chị nha. Sờ vô là đã thấy mát rồi nha. Hoàng Nguyễn. Hình như là số 4 số 5 gì đó. Sale 120.000 nha mấy chị nha. Cái giá lúc trước không có giảm đâu. Này đâu nha chị nha. Mã số 33 chị nó hốt liền. Hốt nhanh nha chị nha, hốt nhanh chỉ còn mấy cái thôi. Hốt nhanh nha. Mã số 33 kèm theo số điện thoại địa chỉ mới chốt cho mình nha. Xem lại áo nhung mới vô. Từ từ cho chị nha, từ từ em nhớ áo nhung lên sau nha. Giờ ai lấy mẫu áo số 33 thì comment 33 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. 56 kg đồ là mặc vừa nha chị nha. Chị Hải Yến Trương một mã 33 nè. Nhỏ nhạc lại đi xíu kìa. 56 kg đồ là mặc vừa. Chị Hân Hồng he. Chị Hân Hăng Hân Hăng heo có thông tin rồi. Để đọc là đúng
chị Hân Hân em một áo nè, cái này em còn một áo thôi nha, chị nào nhanh tay mới còn nha. Một cái duy nhất bận luôn. Đúng rồi, một cái mẫu thôi nha. Đẹp lắm, vải rất là mát luôn nha chị nha. Vải rất là mát luôn, giá lúc trước là 220 ngàn, hôm nay giảm cho mấy chị còn 120 ngàn luôn nha. Mua 4 cái, mua cho 4 cái được miễn phí ship luôn nha mấy chị nha. Rồi, mã số 33 nha, còn một cái cuối cùng của mẫu đang mặc luôn nha. Em lấy cái 28 là mẫu nào ta? 28 là mẫu nào chị Trang Nguyễn ơi? Nhớ mã số chấm bi là 28 nha. Em hết rồi, 28 em hết rồi nha. Hồi nãy em có 4 cái chớ cho 4 chị rồi. Rồi, mã số 33 em còn một cái của mẫu đang mặc đó nha. Chị đã lấy thì cùng bên 33 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Rồi, bây giờ qua mẫu mới nha mấy chị. Cái này là có 41 nút. Nút bi, 41 nút bi nha mọi người. Mọi người có thể gài lại như vậy nha. Nó là dòng áo tiểu thư á. Ai lấy cái này là comment mã số 35 nha, 35. Mã số 35 nha, sale 120, vải rất là đẹp luôn ha. Rất là đẹp. Mã số 25. Từ 45 cho đến 55 kg dừa nha mọi người. Sẵn gì dơ nhung lên lại giùm mấy chị. 45 đến 55 kg dừa. 45 đến 55 kg dừa nha. Hồi nãy ai hỏi áo nhung nè. Cho mình xem lại nhung mới này chị tuyết tay á. Thun tay dài, em lấy thêm cúp luôn chị. Dạ đúng rồi, 28 em hết nha chị Trang Nguyễn ơi. Tại vì áo 28 có 4 áo thôi, chứ ưu tiên những chị nào mà có cho em địa chỉ á, số điện thoại luôn nha. Chị đây. Ngọc Mai Nguyễn áo thun tay dài em lấy thêm cúp luôn chị. Màu riêu nha, màu riêu. Cúp luôn là gì? Màu riêu, màu rút. Màu riêu nha, màu rút. Tầm giá 120 hết nha. Nếu như chia sẻ livestream áp dụng giá này nha mọi người. Chia sẻ livestream áp dụng giá đây nha mọi người, không chia sẻ là không có áp dụng giá này đâu nha. Chị Hải Yến Trương hồi nãy cho thông tin cho điện. Màu bò đâu chị Hải Yến, Hải Yến Trương cho em xin thêm địa chỉ luôn nha. Chị Hải Yến Trương lấy xe mã số 25 nè. 35 nha, 25. 35. Chắc là mẫu này á. 35 nè, em bận là có 2 cái, 3 cái thôi nha. Và áo nhung cuối cùng là màu bò. Mọi người muốn lấy cái nào là comment màu để lộn hàng nha. Áo ghi là áo nhung bò hoặc áo nhung riêu hoặc là áo nhung đen hoặc chị... là áo nhung. Chị Trần Thủy ơi, chị lấy áo nhung rồi comment theo đúng cú pháp nha. Đẹp lắm. Áo nhung màu gì, số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Rồi nha các tình yêu ơi, áo em đang bận mã số 35 nha. 45 đến 55 kg dừa, 55 57 kg dừa luôn ha. Nhung 59 kg không vừa nha chị Long Nữ Đào ơi. Áo nhung từ 45 đến 52 kg thôi. Còn áo này là đến 57 kg luôn nè, áo này rộng nè. 57 58 kg vừa luôn ha. Chị Hải, Hải Yến Trư em lấy cho chị mã 35 rồi nha. Cái này Hải tiền lấy áo nhung màu luôn. Cũng rất là đẹp. Bận chị tiếp tay lấy màu đen rất là đẹp. Bà Nhung em có màu ruốc đó nha, màu ruốc, màu riêu, màu đen và màu bò nha. Chị tiếp tay và chị Ái Tiên lấy hàng với cho em xin số điện thoại và địa chỉ. Chị Hồng Thanh Nguyễn Thị mã 35. Hồng Thanh Nguyễn Thị cái này bận với quần bó màu đen là đẹp hơn. Cái chị bận với quần bó màu đen rất đẹp nha, cổ nó nè, trời ơi vải nó đẹp lắm luôn, xếp ly nè. Xếp ly nha, tay là tay ngọc hộp nút ngọc dài. Ái Ái Tiên lấy Nhung màu ruốc nè. Chị Ái Tiên có thông tin đầy đủ rồi nè. Ái Tiên chưa có đơn hết rồi, chứ không hết đâu. Dạ Ái Tiên, một áo một rút ok, chị thông tin đầy đủ nha. Chị tiếp tay lấy hàng với cho em xin thông tin đầy đủ nha chị nha. Mã 35 là em hết rồi, còn không? Chị Trần Thúy một áo màu bò nè, cho em xin địa chỉ luôn chị Trần Thúy ơi. Màu bò nè. Chị Trần Thúy nè. Bịch mới luôn em. Chị Trần Thúy cho em xin địa chỉ luôn nha. 35 còn ai chốt 35 em. À chị Trang Nguyễn ơi, em có áo giày lộn màu này nè chị. Nếu giờ lấy màu này thì chị lấy màu này đi nha. Màu này là màu xanh bơ. Nhung có co giãn nha chị, Nhung có co giãn nha, Nhung có co giãn nha, em nói rồi nha. Chị tuyết tay nè, có thông tin rồi nè. Kèm số điện thoại luôn giúp em nha chị tuyết tay ơi. Có thông tin mới để hàng nha, các tình yêu hàng sale rồi nha. Áo em mặc mã số 38 giúp chị nha. Mã số 38 chị nào lấy comment mã số 38 kèm theo số điện thoại địa chỉ. Giảm chỉ còn 120 ngàn luôn giúp chị nha. Chất da lộn tay loa nha chị. Chất da lộn tay loa nha. Chị nào lấy comment mã số 38. Mã số 30 nào chị? 30 là mẫu nào ta? 55 kg rồi là mặc vừa giống chị yêu nha. 30 không có 3, hết rồi. 33. Cái này là 35, cái sơ mi hoa này là 35 nha. 35 chị, nãy ai lấy không? Chị Ngọc Mai Nguyễn ơi, chị comment gì áo tay dài tay em thêm rồi ship luôn là sao chị ơi? Em không hiểu chị comment rõ ràng giúp em nha. Có lon ơi, em đọc lẹ đi nó. Chị hợp ta Nhung 54 kg vừa không? Vừa nha chị, vừa nha, áo chị Xuân mặc 35 còn không? Dạ còn nha chị Tiết Hạnh ơi. Chị Hoa, Kim Hoa Phạm. Kim Hoa Phạm lấy cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị. Chất này là chất da
lộn nha mấy chị yêu nha. Màu xanh bơ mặt rất là sang luôn. Giá của nó chỉ có một sale chỉ còn 120.000 thôi. 120.000, chị nào lấy áo em đang mặc comment mã số 38. Comment mã số 38 55kg độ là mặt vừa. Nhớ là cho em thông tin luôn nha mấy chị yêu nha. Rất là xinh luôn. Dạ hết nha chị Hà Nguyễn ơi. Chị Tiết Hạnh em để áo chị rồi nha. Chị Kim Hoa Phạm một áo vừa vào đồng cho em xin tới mọi kỳ mà chị luôn nha. Không có là em không để hàng được chị ơi. Dạ đây chị. Dạ đây nha. Đây mã số 35 đây nha chị Tiết Hạnh ơi. Màu đây là màu xanh bơ chứ không phải là màu vàng đồng nha chị. Dạ một màu luôn nha chị Trang Nguyễn ơi. Một màu luôn hết. Một màu xanh bơ thôi nha. Áo này sang lắm mấy chị ơi. Sang cực kỳ luôn. Chất da lộn chị rồi. Nha, nhớ là 55kg rồi là mặc vừa nha. 55-58kg mặc ok hết nha chị mẹ. Nha. Mã số 38 chị có. Nào lấy thì comment mã số 38 kèm theo số điện thoại và địa chỉ đầy đủ nha mấy chị nha. Chị Trần Đê Gram gì đó. Quần em mặc hết rồi nha chị nha. Quần em mặc hết rồi nha. Trần mã 38 nó còn sang 38 nè. Bỏ qua áo này là mấy chị. Nhanh đi 38 còn hết rồi. Chất da lộn nha, chất da lộn rất là sang rồi mà. 35 còn này bé. Xin kêu hết. Rồi em chốt rồi, 35 chốt rồi. 35 đẹp lắm luôn, cái giải đẹp tuyệt vời luôn á. 35 chị Trâm. 38 chị Trâm một cái nè. Để đây. Mà xin cơ thông báo 38 không có một cái nha chị nha. Tuyết tay áo nhung. Em lấy áo nhung đen nha. Kẹp tuyết tay áo nhung đen kìa. Trang Nguyễn số 38 là chị Trang Nguyễn ơi. Cho em 3 số đuôi. Hàng Suka mã số 38 cho chị thêm địa chỉ nha. Em gái mưa 38 là cho. Em gái mưa là khách cũ không cần địa chỉ nè. 38 chị Trang Nguyễn nè. 38 chị hàng Suka cho thêm địa chỉ nè. Hàng Suka cho xin địa chỉ giùm nha. Còn quần mẫu khác không em giờ hết nha chị Mộc Mai Nguyễn ơi. Rồi ai comment mã số 38 thì nhanh tay nha. Mẫu này em phải nói là trên cả tuyệt vời em nha. Hàng đây mà. Em gái mưa là khách cũ. Em gái mưa ơi, tại vì lâu lắm nay em không mua hàng nên cho chị lại nha. Em sẽ lên xem lại nhung đen ok. Đợi mình chút này, hàng Suka có địa chỉ đâu nè. Mọi người comment giống như hàng Suka là để hàng nha. Áo da lộn này là 220 lộn mà bên mình sale 120 với điều kiện là mọi người phải chia sẻ livestream nhé. Phải chia sẻ livestream. Rồi ai lấy thì tiếp tục comment nha. Còn một hai cái nữa. Còn hai ba cái nữa là hết nè. Còn ba cái nữa là hết cho cái tình yêu nha. Mã số 38 một cơ hội cuối cùng nha. Còn đúng ba cái nữa là hết nha. Lê Thị Thủy. Chất đẹp lắm luôn nha các tình yêu nha. Chị Trâm này là có thông tin rồi. Chị Lê Thị Nguyễn. Chị Lê Thị Nguyễn có thông tin, có đơn rồi nè em. Chị Lê Thị Nguyễn nè. Mẫu này xinh lắm nha các chị. Các chị về bận với quần lưng cao làm nó đẹp tuyệt vời luôn á. 38 không có một khác nha chị Nguyễn Phương ơi. Màu đây là màu xanh bơ rất là lạ và tây. Màu đây là đặc biệt tây luôn ha. Màu này đặc biệt tây, đặc biệt tây. Rất là tây thì Trang ơi, không có đầm em yêu ơi. Áo và đồ lẻ thôi. Cái màu đây phải nói là ở ngoài rất là tây nha, đẹp hơn trong line. Cho xem là áo nhung rồi ok, đợi chút nha Bảo Vy ơi. Màu khác Úc. Áo này nha mọi người. Mẹ xin thông báo nè, đưa áo này từ 45. Thì mẹ xin thông báo này đi quăng mua rồi mà. Rồi, áo này là từ 45 cho đến 50kg là bận được nha các tình yêu nha. 45 cho đến 50kg nha, ai lấy thì comment cho em mã số. Mã số mấy rồi. Đồng giá 120 sale hết cho mọi người nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 40 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 40 nha. Cái này bận với quần sọ cũng rất là đẹp nha. Bận với quần riêng đen cũng đẹp, quần sọ cũng đẹp nha. Cái gì cũng đẹp hết. Thì mẹ xin gửi thông báo cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Cái này có hai cái thôi à. Có hai cái thôi. Ai lấy thì comment cho em mã số 40 nha. Rất đẹp luôn, giải đẹp tuyệt vời nha. Mã số 40 nè. Thấy nha Quỳnh Như Nguyễn ơi. Thấy mà thấy Quỳnh Như Mỹ nha. Đây để mình thử lại cái áo nhung cho mọi người xem. Chị ở số 30 đường Tân Nước Đen nha mọi người. Em ở số 30 đường Tân Nước Đen nha các chị yêu nha. Rất là sang luôn ha. Mã số 40. Lấy cái này nè, không lấy thì gửi lại nè. Chị thử lại áo nhung nha. Đồng giá có ghim giá, có ghim giá nha. Cho chị áo nhung màu bò em mượn cái em. Áo nhung còn mẫu nào nữa không? Khỏi màu đen rồi. Còn màu bò chứ nè. Màu nào cũng đẹp hết. Bỏ đi trong. Ai lấy áo vừa rồi thì comment mã số 40 nha. Nhớ là chia sẻ livestream mới được áp dụng giá nha. Nhanh cái này gài lại trước hay sau vậy? Bố cô em để chị xe quên rồi nha. Chị nhanh đây có luôn rồi nha. Bố cô chị nào lấy thì tiếp tục từ từ nha.
có thể tháo được, nếu không ưng về tháo ra nha. Màu bò, màu đừng, mọi người đừng đổi nha, lấy màu nào là lấy đừng đổi nha. Đổi lộn lộn á, không có hàng á. Nè, vô hết màu nè. Em vô, em vô. Bây giờ tiếp tay đổi hai lần nữa đó, tiếp tay ơi, tiếp tay quyết định lấy màu nào là lấy một phát một thôi nha. Chứ lột hàng đó là mất công. Rồi bây giờ vô hết màu, muốn lấy màu nào thì comment rõ nha. Màu bò nè. Cái này từ 45 đến 53 kg là bận vừa nha. Màu bò. Màu bò, màu riêu, màu đen với màu gì nữa? Màu bò, màu riêu, màu đen với màu, bốn màu lận rồi. Màu riêu, màu riêu là màu đẹp mà đổi, màu riêu là rất là sang. Màu riêu nè, màu riêu. Màu bò, màu riêu, nhìn vậy thôi. Chị có để áo trong bò cho chị rồi nha chị ơi. Màu riêu, màu bò, màu đen. Màu đen là còn đẹp ác nữa. Chị Linh Hoàng em để đủ 3 màu cho chị thôi nha. 4 màu lận mà bé. Chị tiếc tay bây giờ quyết định lấy màu bò đúng không? Đây là màu bò nha. Đây nha cái tình yêu nha. Xong chưa, sẽ qua mẫu nha. Tiếp tục. Ai lấy cái này thì comment cho em là áo nhung kèm màu nha. Chứ không mà lộn xộn, nó mất công lộn hàng. Hàng Suka lấy đen nè, hàng Suka lấy đen nè. Màu đen là màu truyền thống luôn rồi, rất là xinh. Hàng Suka lấy đen nè. Tuyết Tay lấy bò nè. Su Nhi Nhi lấy đen nè. Nhi Nhi nào đây ta? Nhi Nhi khách mới à. Áo thun bu xì nha mấy chị yêu nha. Áo thun bu xì con mèo nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. 120 ngàn, 55 kg đồ là mặt vừa nha. 120 ngàn chị nha. Điện thoại còn bán sao? Áo bu xì mèo 120. Áo bu xì mèo 120. 55 kg đồ là mặt vừa, mã số 40 nha chị nào lấy comment mã số 40 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Xem còn 120 ngàn, mã số 40 có hai màu. Có hai màu nha, màu kem và màu cam nha chị nha. Chị nào lấy màu nào thì comment màu đó giúp em. Chị Trân Thủy em 120 nha. Chị Hoài Ngọc Linh nha. Màu bò này có chị Lý Thái nè. Anh Lê Thái màu bò. Áo thun bu xì con mèo nha chị nha. Mã số 40. 55 kg đồ là mặc vừa có hai màu, một kem và màu đen. Màu kem và màu cam, chị nào lấy màu nào thì comment màu đó. Kèm theo mã số, kèm theo số điện thoại nha. Chị Trần Trân ơi, chị lấy thì kèm số thoại địa chỉ nha. Chị nào lấy màu nào thì comment mã số kèm theo số thoại địa chỉ nha. Đồng giá 120 thôi nhóm chị nha, đồng giá 120. Áo đồng giá hôm nay đồng giá 120 thôi. 40 hả? Mã số bao nhiêu? 40. 40 em có màu trắng nha chị Trần Trân ơi. Màu này là màu kem nha chị nha. Màu kem chứ không phải màu trắng nha. Màu kem và màu cam nha. Dạ xin mang lên một cái màu riêu nữa nè. Áo chung. Dạ xin mang lên. Dạ xin mang lên cái này để đi. Chị Nana màu cam một cái nè. Ok chị Nana màu cam nè. Đẹp lắm. Dạ em có riêu nha chị ơi. Theo đồng giá 120 hết nha. Mua bao trên 4 tới 7 miễn phí tiếp luôn nha. Màu cam em hết rồi nha. Màu cam em chốt chị Nana với chị Nhi Nhi nha. Chị Nana, chị Nhi Nhi. Chị nào chưa cho em thông tin thì cho em thông tin luôn nha. Rồi em còn màu kem thôi nha chị nha. Em còn màu kem 55 kg rồi là mặt vừa nha. Mã số 40 nha chị nha. Mã số 40 chị nào lấy comment mã số 40 kèm theo thông tin giúp em. Để còn màu kem thôi nha. Màu cam em Lý Thái 50. Lý Thái cho em xin địa chỉ nha. Chị Hoàng Ngọc Linh một cái nhung màu đen nè. Đúng chị Hoàng Ngọc Linh em đi đen. Hoàng Ngọc Linh 52. Chị Hoàng Ngọc Linh cho em xin địa chỉ nha. Chị Lý Thái cho em xin địa chỉ nha. Chị Nana một cam rồi, chị Nhi Nhi một cam rồi, chị Hoàng Linh nhung đen rồi, chị Bảo Vy nhung riêu. Chị Bảo Vy một cái nhung riêu nè. Chị Bảo Vy rồi nha, chị Hoàng vệ sinh văn lê rồi. Em còn màu kem nha chị nha. Em còn màu kem chị nó hốt luôn nha. Màu kem chị nào lấy thì comment mã số 40 kèm theo số thoại địa chỉ nha. 55 kg đồ là mặt vừa nha chị yêu. Trân Trân màu kem. 55 kg đồ là mặt vừa nha. Rất là đẹp luôn. Ai lấy nhung á thì comment nha. Mà mọi người lưu ý cái làm em nè. Mua một sản phẩm bên em vẫn ship nha, không giữ hàng nha. Cho nên là tranh thủ hôm nay em like tới 11 giờ đêm lận cố gắng coi nha. Coi nhiều cử để mua cho đủ 4 sản phẩm được miễn ship. Còn không thì vẫn tính ship nha.
chứ đừng có đặt xong rồi xả ra là làm sao bên em sẽ không bán cho những chị đó nữa nha. Hàng sale like rất là mất thời gian, mà mọi người mua xong xả ra là lần sau không bao giờ em bán nữa nha, em sẽ ưu tiên cho những chị khác. Em còn một kem thôi, không còn một cam cho chị Bùi Nguyễn Nam Anh nha. Một cái hai cái bên em vẫn ship nha, ship tỉnh là 30, ship Hồ Chí Minh là 15. Mọi người muốn được miễn ship thì mua ba sản phẩm và chia sẻ livestream lên trang cá nhân 3 lần cũng được miễn phí ship. Bùi Nguyễn Nam Anh một cam nè. Sao cái đầu nó nặng kiểu vậy? Một cam em còn một cái thôi nha, còn một kem nha, chị là lấy một cam được comment một cam, và một kem được comment một kem nha. Một kem kèm số điện thoại, kèm địa chỉ giúp em. Nhiều khi like vất mệt. Mua xong rồi mọi người cứ thấy không được miễn ship là xả ra hết, là chết tụi em luôn á. Rồi ok, ba sản phẩm mà chia sẻ lên trang cá nhân 3 lần là vẫn được miễn ship. Còn nếu không chia sẻ thì mua 4 sản phẩm mới được miễn ship. Đó là tùy mọi người lựa chọn ha. Áo này hồi nãy có mới chị vô nè, ai thấy ai chưa có thì lấy áo này nha. Áo này có không? Còn không? Áo này còn không em? Em, áo này còn không mà chị không thấy? Đằng sau của nó nè. Còn chị? Đằng sau nó là dạng áo kiểu rất tốt nha. Áo này cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy cái này? Ai lấy cái này thì comment cho em mã số 37 nha. Mã số 37 nó là dạng áo rất tốt. Nó sẵn cho đây 45 đến 50 kg dừa, đằng sau có carbon. Chị Bùi Nguyễn Nam Anh em để áo cam cho chị rồi nha chị nha. Đừng xa quá là nó không chạy nha. Ai lấy cái này thì comment cho em mã số 35 nha. Áo cam chị có không? Chị Bùi Nguyễn Nam Anh có áo cam không em? Có nha chị yêu nha. Mã 38 là nào em? Ai lấy cái này là comment cho em mã số 33 nha. Chị không chia sẻ được, chị không chia sẻ được thì chị mua 4 sản phẩm để bên em miễn ship nha. Chị bấm nút chia sẻ bên góc trái đó. Cái này mã số mấy em đọc hồi em quên mất rồi nè. Chị mẹ em có để hàng hồi nãy đọc mã này mã mấy quên mất rồi. Bây giờ ai lấy cái này là comment cho em là áo đỏ đi ha, áo đỏ. Mọi người chỉ cần mua 3 sản phẩm và chia sẻ livestream lên trang cá nhân 3 lần là cũng được miễn ship luôn nha. Sao cái đầu chị nó nặng như thế? 37 á, chị nói 37. 37 37 chị hệ tâm một cái nè. Chị hệ tâm có đâu chưa ta? Ai lấy 37 thì comment 37 cho em nha. 37 này là nó có dạng rất là nhiều. Ở nó dễ thương nhỏ. Bác Phượng Lâm không có số điện thoại, không có địa chỉ, bó hoa nha. Chị Hằng Mi Mi nè. Mọi người muốn mua để địa chỉ số điện thoại giúp em nha, rất là rẻ luôn. Chị Hằng Mi Mi có số điện thoại này. Mua 3 cái là bằng ngày thường, mua 1 cái, 2 cái thôi, mua bằng ngày thường mua 2 cái thôi. Sọc của nó nè. Giải đẹp lắm luôn, giải cực kỳ đẹp. Áo đỏ hết không em? Áo cặp. Nhưng có đây là cho bệnh mới đó. Còn áo cặp không chị mua? Mưa lớn em không nghe rõ, áo cặp đó hả? Áo cặp em còn nha, tối em like luôn. Tối nay, áo cặp tối nay. Áo tối nay là áo cặp đính đá. Rồi ai lấy 37 tiếp tục comment cho em còn 2 cái nha. Còn 2 cái nha, Út ơi. Nhanh tay nha mọi người, nhanh tay nha. Chị Hay Tâm em để hàng rồi nha, chị Hằng Mi Mi có đơn rồi, chị Bách Phượng Lâm mà muốn là áo cặp đỏ thì cho em xin số điện thoại kèm địa chỉ nha chị. Trời ơi, giải này đẹp thiệt luôn. Cái nào đẹp là em nói đẹp nha. Cái nào đẹp là em nói đẹp mà mình tâm nha. Giá em có ghi mới dưới nha chị. Sale đồng giá 120, mua trên 4 sản phẩm thì được miễn phí ship nha. 37 chị Hằng luôn. Hùng hăng heo nè. Mã số 38 luôn này, có 2 cái nên chơi luôn nha mọi người. Có 2 cái thôi. Ở đằng sau là cổ gài nút nè. Ở đằng sau là cổ dạng cổ cao như vậy nha. Bông mai vàng giải đẹp lắm. Em về hả? Dạ ok nha chị Bùi Nguyễn Nam Anh. Đây mã số 38 còn 2 cái dơ luôn nha. Mã số 38 120 luôn, 45 cho đến 58 kg giờ luôn. Ở lại đây, áo sơ mi cho chị yêu nha. Mã số 45 luôn nha. Mã số 45 nha. Chị mình nào lấy hốt mình nha. 55 kg đồ là mặt vừa nha chị. 55 kg đồ là mặt vừa nha. Con mèo nè. Mã số 45, một màu duy nhất thôi nha chị yêu nha. Mã số mèo 45 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 48 là áo mai vàng số thoại cho chị nha. Rất là đẹp luôn. Ơi trời ơi. Có cổ là màu kem nha chị nha. Khối cổ màu khác nha. Áo màu đen khối cổ nha. Rất là đẹp luôn. Cái tay nó có khối nè mấy chị. Chị nào không thích xăng thì cứ gài nút nha. Rất là đẹp luôn. 38 em còn một cái nha. Chị đã lấy thì cũng 38 nha. Chị nào lấy áo em đang mặc
chụp lại cũng được nha. Đây là giờ mới tới tối lên xíu, nghỉ một xíu thôi. Em sẽ báo lên, em sẽ báo cho chị, em sẽ báo lên Facebook nha. Áo này đẹp lắm, 56-55kg đồ là mặc vừa nhắm chị yêu nha. Từ 45-55kg đồ là mặc vừa nha. Rất là xinh luôn. Chị nào mà bỏ qua cái áo sơ mi này rất là tiếc nha. 45 hả? Mã số 45 hả? Mã số 45 nhắm chị nha. Chị Hằng Mimi nè. Mấy chị đặt hàng là comment cho chị Hằng Mimi nè. Em đóng hàng rất là nhanh luôn, cực kỳ nhanh luôn nha. Rồi chị Hằng Mimi một cái nè. Chị đã lấy em cực comment mã số 45 kèm địa chỉ kết hợp giúp em luôn nha. Comment ai có địa chỉ số điện thoại em để hàng nha, vì hàng sale ít lắm nha.
áo này nhất cấp cho chị mã số 60 nha. Mã số 60 120.000 luôn, chị nào lấy comment mã số 60 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. 55 56 kg đồ là mặc vừa nha. Chị đi bỏ lấy đem. Ai có địa chỉ lên chốt cho bé tại nhà hàng này ít lắm còn ít lắm á. Dạ, thấy chưa? Chị đi bỏ cho xin địa chỉ nha. Tiền Lam có thông tin rồi nè. Chị giúp cho bé đi chị. Chị Tiền Lam nè bé em. Hoàng Lam chừng nào like? Dạ tối video Phi ơi, tối mai nha. Tối mai. Chị Tiền Lam lấy đen để chị rồi nha. Ai lấy đen nữa thì comment cho em kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Thanh Thảo nào đây hè? Thanh Thảo ơi, chị cho em số điện thoại địa chỉ nha. Thanh Thảo ơi, tại bên em có rất nhiều Thanh Thảo. Chị Thanh Thảo có đơn rồi phải không? Rồi chị Thanh Thảo một cái nữa nè. Ai lấy đen nó báo em nha, rất là dễ thương luôn nè. Nhìn cưng lắm, rất là cưng luôn. Mà vải nó nha, vải nó cực kỳ đẹp luôn, nó dày chứ không phải như lưới mà đụng vô là rớt nữa ha. Không phải lưới mà đụng vô là rớt nha. Cái này là em bảo đảm các chị là bận vây với giặt cũng được luôn á, đẹp lắm, tuyệt vời luôn á. Chị Vi vỏ nè, cho chị mượn nè. Chị Vi vỏ nè, chị Vi vỏ thông tin cho em ơi. Chị Vi vỏ nè, thông tin rồi nè. Để rồi hả? Susan có đen không em ơi? Susan có đen không? Thanh Thảo có đơn rồi đúng không? Thanh Thảo nè, Susan nè. Thanh Thảo, Susan. Áo em mặc mã số 60 nha chị nha. Mã số 60 xe còn 120.000 luôn. 56kg đồ là mặc vừa nha. 56kg đồ là mặc vừa mã số 60. Chị nào lấy comment mã số 60 kèm theo số thời địa chỉ giúp em nha. Rất là xinh luôn. Chất nỉ nha mấy chị nha, chất nỉ. Ai lấy cái này comment mã số 60 giùm em nha. Yến Trinh ơi, cho em số điện thoại địa chỉ. Yến Trinh có thông tin cho bé. Em, bé, bé, chị Yến Trinh có thông tin chưa? Yến Trinh có đơn chưa? Mã số 60 nha chị yêu ơi, áo này rất là đẹp luôn. Mấy chị phối với cái chân váy xòe đó rất là xinh luôn nha. Tạm hình đỉnh tiên nè, em đặt màu bò mà hết, cho màu riêu. Màu bò còn không? Phạm Quỳnh Quảng Tiêu cho màu riêu kìa. Mã số 60 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. 60 chị Kinh Thí Vi nè, 60 chị Thanh Thảo nè. Mọi người cố gắng mua 4 cái để được miễn ship nha, rất là lợi luôn nha. Phạm Quỳnh Quảng Tiêu mình để cho bạn màu riêu nha, để cho chị màu riêu nha. Phạm Quỳnh Hạnh Tiên vậy nè. Màu đen còn ai lấy nữa thì báo em. Yến Trinh ơi, cho số điện thoại địa chỉ. Yến Trinh nè bé ơi, Yến Trinh có thông tin được không em? Yến Trinh khách mới rồi bé. Yến Trinh số mấy? Yến Trinh chưa có đâu chị. Yến Trinh nè. Em đi Yến Trinh đi nè bé nè. Yến Trinh nè. Chị đem mấy cúp màu đen dễ rồi nha. Chị cho em xin địa chỉ cho chị nha. Chị Hùng hay hăng heo có đơn. Có em đơn có. Em có. Hùng hăng heo màu đen nè. Em có gì hè? Hỏi lại bé Trần ơi, không hiểu gì hết. Rồi em qua mẫu nha chị nha. Chị nào lấy áo đeo mặc gồm em mặc số 60 kèm theo số thoại địa chỉ nha. 56kg đồ là mặc vừa nha chị nha. 56kg đồ là mặc vừa rất là đẹp luôn, chất nỉ nha chị yêu nha. Cho xem đúng không, xem lại nè. Cái áo này xem thể. Nãy giờ khách hỏi nhiều ghê luôn. Đây màu đây thì lên sang khỏi cần bàn rồi. Ấy xem lại nè, bạn gì đó xem lại đi ha. Sang rất là sang. Chỗ này có cái fan nha, hàng này là 220 đó, bên mình sale 120 đó. Chị đang make up cho địa chỉ rồi nè. Có đồ body không? Có luôn, Út ơi, còn sách bộ luôn. Sách bộ anh đó. Đây nha mọi người ơi. Chị có thể nói một từ là rất sang thôi. Nếu e chị nào chưa có thì lấy đủ màu luôn đi. Cái hàng này đẹp lắm, không có cơ hội để mua giá 120 nữa. Không có cơ hội để mua giá 120 nữa đâu nha các tình yêu ơi. Thấy là bực liền chứ còn đợi chờ gì nữa, hết hàng bây giờ. Chị Thanh Thảo lấy này, chị Thanh Thảo lấy cái này chị thấy nó sang ghê em ơi. Nó lạ em không đụng hàng nữa. Em có đổ bồ, bộ đồ hàng đi không? Chị lấy. Chị Vi, chị Vi, Vi, Vi vỏ có đơn chưa em ơi? Chị Vi vỏ có đơn chưa? Reo Vi vỏ đơn có rồi nè, lấy cái reo nè. Lấy cái Vi vỏ đeo nè. Với lại chị ai nữa nè, ai có màu reo nữa nè. Có áo trong thôi cho chị yêu nha.
cổ trồng nha chị nha, cổ trồng nhưng mà dạng lắm nha. À, cổ riêu là cổ thuyền nha chị nha, áo riêu là cổ thuyền. Rồi đầm này còn một cái, còn một cái cuối nha, chất nhung, vải nhung nha các chị nha. Đầm này còn một cái cuối vải nhung nha, mà hồng tính sen mận rất là xinh nha, rất là sang luôn á. Em bán mà em tiếc quá nên để lại em bận luôn. Còn một cái sale 120 luôn nha, cái này là từ 45 cho tới 55 kg dừa nè, rất là sang. Đầm suông, đầm form suông đến ngọc trai màu hồng cánh sen nha các tình yêu nha. Màu hồng cánh sen rất là tay, còn một cái thôi, ai lấy thì comment cho em là hồng, ai lấy là comment cho em là hồng nha. Vải nhung, vải nhung nha, đẹp lắm, trời ơi rất là đẹp luôn. Ai lấy là comment cho em là hồng. Chị Hồng Anh vừa nha, chị Hồng Anh vừa đó, đây nè, đằng sau có dây kéo nè. Cái đầm này bán mà rất là tiếc luôn. Cái này nó không phải nó đính đâu nha, ở trong nè, ở trong nè, ở ngoài nè, ở trong nè. Chị Hồng Anh lấy đầm nè. Chị Hồng Anh là một người nè, chị Hồng Anh lấy cái này đi đẹp lắm. Không dễ mà em sale 120 nha, hôm nay là cơn gió lạ ùa về em bị trúng gió. Chị Trịnh Thùy Vi Hồng nè, Trịnh Thùy Vi Hồng, chị Huệ Tâm Hồng là hết nè. Chắc chị muốn để là một cái luôn mà khách hỏi quá chừng nè. Đẹp lắm nha các chị nha, rất là đẹp ha. Chắc chắn lắm, đẹp lắm. Chị Trịnh Thùy Vi là có nè, chị Hồng, chị Huệ Tâm có nè, chị Hồng Anh có, ba người có mà Hồng nè. Tiếp tục đúc. Rồi set Adidas em xin xen kẽ một set này nha. Cái này thì ngoài lề không phải là 120 nha, nguyên set này là 320 nha. Đính đá từ đầu tới chân nha, từ trước ra sau, từ trên, từ miền Nam và miền Bắc, là cái chỗ nào cũng đính đá. 350 giảm còn 320 nha chị yêu nha. Set em ra mặt 350 giảm còn 320. Đính đá Adidas cho chị yêu nha. Đính đá Adidas có 4 size S, M, L với G nha. 4 size S, M, L với G. Chị nào là chị nào lấy set em đang mặc thì comment mã số, comment set cộng số ký cộng số điện thoại địa chỉ, em sẽ lấy hàng cho chị nha, rất là đẹp luôn. Hồng hết nha mấy chị, màu hồng hết rồi nha. Đính đá Adidas em chịu nha, 350 giảm chỉ còn 320 thôi, rất là xinh luôn nha mấy chị yêu nha. 4 size S, M, L với G. Chị nào lấy set em đang mặc thì comment set bộ kèm theo số ký cộng thêm số điện thoại địa chỉ, em sẽ chốt hàng cho chị yêu nha. Rất là đẹp luôn, vải cực kỳ đẹp nha chị nha, vải cực kỳ đẹp. Chị nào mà có mua hàng set bộ ở bên em thì cho em một cái phản hồi nha, rất là xinh luôn, vải mấy chị cứ yên tâm luôn nha. Bên em là chuyên set bộ nha chị nha. Long ơi, màu bò còn cá nữa Long. Màu bò chốt rồi. Nè, nó có bịch. Đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Ai lấy set em đang mặc thì comment số ký cộng thêm số điện thoại địa chỉ nha. 350 giảm chỉ còn 320 thôi. Mấy chị chất vải thì chị cứ yên tâm nha. Chất vải bên em bao chất vải cho chị yêu nha, rất là xinh luôn. 350 giảm còn 320 nha chị Lina Huyền nha. Nguyên một set đính đá Adidas tinh ba lỗ nha, mặc cực kỳ sướng luôn, vô cùng thoải mái mà vô cùng là đẹp luôn nha mấy chị nha. 350 giảm còn 320 nha chị yêu nha. 4 size S, M, L với L nha. Nhóc còn hết rồi nha chị. Nhóc còn hết rồi nha chị Phạm Huỳnh Hạnh Tiên ơi. 350 giảm còn 320 nha các tình yêu nha. Hồng Anh xin kết hỏi đi. Hồng Anh đứng cũ. Hồi nãy mới có mấy chị có đồng tiền đưa địa chỉ em ấy có ok hết rồi mà chị. Tôi giờ rồi ra. Đẹp lắm, set bộ này rất là đẹp luôn. Chị nào lấy set thì comment set bộ cộng thêm số ký cộng thêm số điện thoại nha. Rất là xinh luôn nha chị yêu nha, đính đá cực kỳ đẹp luôn. Vải là lấy từ Quảng Châu mà đá cũng lấy từ Quảng Châu luôn nha. Mấy chị cứ yên tâm về set bộ bên em. Tiền nào của đó nha chị yêu nha, tiền nào của đó mà cực kỳ đẹp, vô cùng thoải mái luôn. Mà chất vải thì mấy chị yêu yên tâm nha, vô cùng dày dặn nha chị nha. Có dây hở lưng không? Áo dây hở lưng em không có. Ai lấy set thì comment cho em nha, set này rất là đẹp. Chị nào muốn set bộ á, cái này thì cao cấp hơn nha, 301. Hàng này hàng không sale. Hàng này chỉ giảm nhẹ cho mọi người là 320 đó. Qua lỗi đi. Set bộ tối nay like là một like
Không có dây hở lưng, có áo này hở lưng được không chị ơi? Cái này nè. Cái này em đang mặc áo dây ở trong nha, mọi người không mặc áo dây thì đẹp hơn nha. Cổ nó là cổ như vậy nha. Có số lượng cái này là rất là đẹp nè. Từ cái này có độ giãn sâu. Ở đây nó có đằng sâu, nó có ở cái này mọi người bận kèm áo dây hoặc áo ống là xinh tuyệt vời luôn nha, rất là lạ. Thấy dễ thương quá. Bận là thấy dễ thương liền. Cái này dễ thương quá, 45 đến 52 kg vừa. Có đầm suông. Mặn bầu được không? Đầm suông đúng không? Giờ qua zoom đi. Về lại nhung bò không? Không nha chị nha, xếp bộ 120 luôn, không xếp bộ 320. Cô ơi, cái này cô không bận dừa nha, cái này là cỡ 50 kg trở xuống nha. 50 52 kg là hết cỡ thôi. Cái này đằng sau mọi người bận ống vô nha. Bận ống vô nha tất tình yêu nha. Bận ống vô, đây là cổ này dạng nó khoét vô cái da chỗ này nè. Cái này cũng xem 120 luôn ha, rất là đẹp, vải đẹp lắm. Ở đằng trước này nó có chiếc ben nè. Ở đằng trước có chiếc ben hai bên thì nó may rất là kỹ luôn á. Rồi ai lấy cái này là comment cho em vàng nha. Mùa hè là bận những cái này chứ bận những cái gì các chị. Comment cho em là vàng nha. Vàng 120, sale 120. Vàng. Em là phải lấy một cái này rồi, nó dễ thương lắm luôn á. Vàng là rất là đẹp nha. Dạ không, nên bạn xin lơ lông báo ơi. Cái bộ đó là 320 nha. Chị Miến Hồng ơi, không có đi váy bầu nha. Không nha chị yêu ơi, không có. Cái này là mọi người chịu khó đi mua áo ống mặn kèm ha. Em thấy cái này đẹp lắm, dễ thương lắm luôn. Ai Út ơi, Út em bận cái gì vậy Út? Zoom à? Ok. Ai lấy cái này comment cho em vàng đi, hàng này hơi còn cũng nhiều lắm đó. Còn tới 10, 11, 12 cái gì á. Đợi xíu sẽ qua zoom. Không có, không có, trả lời rồi. Không có áo ra. Phạm Huỳnh Hạnh Tiên ơi, chị ướm lên được rồi mà Hạnh riêu, áo riêu cũng hết luôn rồi nha. Áo riêu cũng hết luôn rồi nha em ơi. Áo nhung còn màu gì bé? Bé. Áo nhung còn màu gì? Màu đen thôi. Đưa riêu đây coi, ướm lại nè. Ướm lên lại thôi nè. Cái này hàng người ta bán 200 mấy, bên chị sale 100 mấy thôi đó. Khỏi cần bận cũng thấy đẹp nữa ha. Mẹ xin cơ thông báo ơi, nãy giờ có đọc tên là có nha, nãy giờ có đọc tên bạn ơi chị không? Nãy giờ có đọc tên chị không? Nãy giờ có đọc tên mẹ xin cơ có mã 38 á. Út ơi nhanh lên chị ra coi. Mã 38 anh em cứ xấu chị rồi chị ơi. Cái này là để sẵn. Vải này đẹp tuyệt vời luôn á. Đó, cột như vậy. Ai lấy vàng thì comment vàng cho em nha, có một vàng thôi. Không có đầm suông nha chị Nguyễn Hồng ơi. Chị Quỳnh Anh Nguyễn lấy reo luôn kìa. Chị Quỳnh Anh Nguyễn cho em đi số điện thoại địa chỉ nha. Không vừa. Không
vừa nha chị. Áo này dễ thương lắm luôn á, tay công nhận đẹp. Chị Phước bỏ ơi, cái đầm này dễ thương lắm, mặc rất là thoải mái luôn nha. Phối với một cái đôi đầm xung nhung đi Út. Bỏ lên đi, bỏ cái đầm. 120.000 thôi nha chị nha, 120.000. Chị nào lấy đầm đỏ 120 thì comment bằng số 60 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Bây giờ em qua đầm tiếp theo giúp chị nha. Rất là dễ thương luôn nha. Mèo đây là mèo thần tài giúp chị nha, mèo thần tài. Chị Quỳnh Anh Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại kèm địa chỉ nha chị. Phải cho em xin số điện thoại kèm địa chỉ nha, em chưa có thông tin của chị thì nha. Chị Thanh Thảo em có để đâu vừa kia cho chị rồi. Nhưng em còn màu đen nữa thôi nha. Chị Ngọc Dung đang hạ số 20 nè. Chị Ngọc Dung cho em xin địa chỉ luôn nha chị. Để tay kính tiền rất là dễ thương luôn nha.
Xe 180 ai lấy thì lấy nha, không bà không lấy em bỏ qua mẫu nha. Mẫu đây là tối nay em like là bảo đảm là cháy hàng nha. Rồi đầm này, đầm này giảm luôn còn một, đầm này giảm luôn còn 130 nha. Có mấy màu nè, cái này là in rất là đẹp, in bằng chất đồng. Nhưng mà lưu ý giùm em là 45kg trở xuống nha, 45kg trở lên là không vừa ha. Nó không có độ giãn, nó không có độ giãn, bận vô hơi cực. Ở đằng sau có dây kéo, ở đằng sau có dây kéo nha cả nhà, ở đằng sau có dây kéo nha. Mấy màu của nó nè, xanh cam đen đỏ, xanh cam đen đỏ bò, xanh cam đen đỏ bò nha mọi người ơi. Cái ghế nhỏ đâu rồi, ngồi sau cái cô nhỏ rồi. Xanh cam đen đỏ bò nha, 45kg trở xuống nha mọi người. Cái này là nè, nhìn tự chất chạy của nó nè. Xe 130 luôn nha, 130 nha. Đầm này chơi xe 130. Màu đen nè. Ở đằng sau có dây kéo nha, nhưng mà rất tiếc cái đầm này rất đẹp. Đầm này rất đẹp nhưng mà rất tiếc là Út cầm chị Út cầm đi và đưa từng cái một. Đầm này rất đẹp nhưng mà chỉ dành cho những chị nào mà 45-46kg trở xuống thôi, nhìn xinh lắm luôn á. Màu đen nè, màu bò nè, màu riêu nè. Xanh nó cay đẹp luôn. Mọi người ơi, 46kg trở xuống nha. Em không chịu trách nhiệm nếu như hàng bị chật nha. Bởi vì cái này là chất giải nhung nè. Chất giải nhung nó không co giãn nha, nó không co giãn, rất là đẹp luôn. Mà rất tiếc là nó nhỏ lắm nên là phải sale 130. Màu cam, màu cam, màu riêu nè. Màu riêu còn tổng mà, vô lên đi. Màu cam, màu riêu, cái này đẹp tuyệt vời luôn mà nhỏ xíu à. Màu cam, màu riêu, màu bò, màu đen, lấy màu nào comment giùm cho em nha. Màu đỏ 45kg nè, mà bọn không co giãn gì hết. Trồng vô hơi bị mặt cho nó hơi chật chật. Màu đen. Ê xanh quá vậy. Ê cái đầm này đẹp quá vậy. Lon lấy cái lon. Đẹp lắm Lon. Lấy rồi. Rồi lấy một riêu rồi. Seoul. Ok. Cái này nhỏ quá đúng không các chị? Nhỏ quá nên không tự tin lấy đúng không? Mọi người ơi, em nghỉ xíu. Rồi chút xíu em lay lại nha. Em sẽ tắt like một chút xíu mọi người nhớ nha. Bây giờ là 6 giờ kém 10 ha. Màu xanh vừa không hao hôn hăng heo ơi. Coi chừng vừa không vừa nha. Cái này bọn lên thôi, ai nhắm vừa hay lấy nha. 45kg trở xuống nha. 45kg trở xuống. Hôn hăng heo màu xanh nè. Chắc cái giải nó đẹp lắm luôn á. Phải nó đẹp kinh khủng lận, phải đẹp vừa luôn. Rất là đẹp luôn mà nhỏ xíu à. Em lấy một cái tối nay mặc em sinh nhật luôn. Quá đẹp. Ô ok, 44kg là đẹp luôn. Rồi chào hết các chị nha, nhớ nha, nhớ chị yêu nha. Nhớ 6 giờ, đúng 6 giờ like lại nha mọi người ơi. Đúng 6 giờ tối like lại. Đúng 6 giờ. Ủa? Đúng 6:30 em like lại nha mọi người ơi. Áo nhung đen ơi. Đúng 6:30 like lại. Like lại nha. Đúng 6:30 em like lại nha. Mọi người đừng có quên cho mượn cái zoom đi. Cái zoom này bạn dễ thương nha em bấy. Em đứng lên đi. Áo vàng bột dây. Ok, áo vàng rồi, bột dây. Để rồi. Ý là vậy nè, 6:30 em sẽ like lại và tặng cái zoom này nha. Tặng cái zoom này nha, mọi người nhớ theo dõi nha. Cái zoom này đẹp ghê. 6:30 like lại và tặng cái zoom này, mọi người nhớ theo dõi. Rồi để chị dơ cái màu đen lại lên cho các chị xem. Em cho chị màu cam cam á. Đầm em bỏ chị mẹ xin giảm con 130 rồi. 130. Chị Thơ Phạm màu cam cam. Màu cam này hả? Có điều màu là dưới 46kg nha. Dưới 46kg nha chị yêu nha. Điện thoại địa chỉ luôn cho có chị. Chị Thơ Phạm nếu lấy thì cho em số điện thoại địa chỉ nha. Về đi gái. Thank you em nha. Rồi, về cho con đi. Đầm em bận giảm con 130. 6:30 em tặng cái zoom này nha. Cái bạn Quỳnh Anh Nguyễn này xin quà không cho địa chỉ thì xã đâu luôn đây nha. Khách Quỳnh Anh Nguyễn khách cũ của em này. Cực cục. Rồi em chào hết tất cả các tình yêu nha. Chào hết mấy chị yêu nha. Đúng 6:30 giùm em nha, để lên em tặng nha. 6:30 em sẽ tặng cho mọi người rất là nhiều hàng nha. Nhớ giùm em 6:30.
Chào hết tất cả các anh em nha.